Vâng, bạn trình diễn dù lượn trên bầu trời đầm Thị Nại các bạn. Vâng các bạn, đây là những hình ảnh được kênh Quân Nhân City quay vào lúc 8:45. Lúc này bắt đầu các phi công đã nổ máy và bay lên bầu trời. Hiện có tất cả là 7 chiếc. Các bạn đang xem là có 4 chiếc các bạn, tức là họ bay vòng vòng cái khu vực cất cánh để chờ những phi công khác bay lên cho đủ 7 chiếc. Họ sẽ bay vào trong khu vực tổ chức F1 H2O để mà trình diễn cho khán giả xem trong cái tuần lễ là Amazon Bình Định Fix 2024 các bạn. Vâng, đây là loại dù lượn có động cơ các bạn, tức là Baramoto, khác hẳn với loại không động cơ. Ở điểm cơ bản, cất cánh không cần điểm cao, ít phụ thuộc vào gió. Để chơi được dù lượn có động cơ, phần lớn người chơi cần phải trải qua một thời gian tập và nhiều kinh nghiệm bay với dù không động cơ trước đó. Dù lượn có các dây điều khiển hướng bay, đặc biệt là có cần điều khiển ga cho động cơ gắn sau lưng để thay đổi tốc độ cánh quạt. Dù lượn có động cơ là môn chơi khá mạo hiểm. Khi bay, người chơi cần có rất nhiều thiết bị và đồ bảo hộ như là đai an toàn, dù phụ, mũ bảo hiểm, áo phao, bộ đàm. Vâng, những chiếc dù lượn này có dung tích khoảng là 185cc 2 cây, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng từ là 2,5 lít đến 4 lít một giờ bay, tổng trọng lượng động cơ và bình nhiên liệu lên đến 30kg. Thiết bị này được gắn chặt vào lưng người chơi nhưng tách rời với phần dù. Thank you.
cái này.